Một sự việc hy hữu vừa xảy ra tại Nam Phi trên một chuyến bay ở độ cao hơn 3.000 mét. Phi công trong vụ việc đã phải hạ cánh khẩn cấp sau khi phát hiện một con rắn hổ mang cỡ lớn trên máy bay. Tình huống xảy ra trên chuyến bay tư nhân chở 4 hành khách khởi hành từ thành phố Bloemfontein đến Pretoria, Nam Phi ngày 3 tháng 4. Phi công Rudolf Eramut đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp sau khi phát hiện một con rắn hổ mang khi đang trong chuyến hành trình. May mắn anh này đã bình tĩnh xử lý tình huống, đảm bảo an toàn cho chuyến bay. Phi công người Nam Phi cho biết anh đã thông báo với hành khách rằng cần hạ cánh khẩn cấp. Ngay sau đó, Eramut đã phát tín hiệu khẩn cấp và nhanh chóng điều khiển máy bay hạ cánh. Sau khoảng 15 phút, máy bay đã hạ cánh thành công xuống một sân bay ở gần đó. Khi phi công và hành khách di chuyển ra khỏi máy bay, lúc này vẫn thấy con rắn nằm bên dưới. Theo phi công, đây là con rắn hổ mang Cape cực độc, được xếp vào loài rắn hổ mang nguy hiểm nhất châu Phi. Một vết cắn của nó có thể gây chết người ngay tức khắc. Eramut sau đó đã được cơ quan hàng không dân dụng Nam Phi ca ngợi như một người hùng. Kỹ năng xử lý tình huống của anh đã cứu sống tất cả những người có mặt trên máy bay. Được biết đây không phải lần đầu tiên trong lịch sử hàng không xảy ra sự cố rắn xuất hiện trên máy bay. Trước đó vào tháng 2 năm 2022, trên chuyến bay của một hãng hàng không tại Malaysia, hành khách cũng đã phát hiện rắn trong khoang chứa hành lý.